chị Nhung sẽ hướng dẫn các em làm món mì gà cay BBQ, một cái món mà các bạn đã yêu cầu chị Nhung rất là nhiều. Và hôm nay chị Nhung sẽ hướng dẫn các em làm nha. Và bây giờ thành phần mà để làm món mì gà cay BBQ gồm có đầu tiên các em hãy chuẩn bị cho chị Nhung gà, và thứ hai là mì cay. Các em nhớ là mua cái mì cay xăm da thì nó sẽ ngon hơn. Tiếp theo là một củ hành trắng, và không quên đó là tương ớt. Cái này là hôm bữa chị Nhung làm và còn dư lại nên chị Nhung tận dụng luôn. Còn nếu như bạn nào không có thì chúng ta cũng có thể dùng tương ớt bình thường cũng được nha. Và tiếp theo là ớt bột, và những cái gia vị như là dầu hào, nước tương, dầu ăn. Và chị Nhung có chuẩn bị thêm những cái trứng cút để mình bỏ chung vào ăn với mì, nó sẽ hấp dẫn hơn. Và nguyên liệu cũng đã sẵn sàng hết rồi, bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào làm thôi. Việc đầu tiên chị Nhung sẽ luộc trước cái mì. Bây giờ chị Nhung sẽ bắt bếp lên. Trong thời gian luộc mì, bây giờ chị Nhung sẽ cắt gà ra. Và các em nhớ là lựa cho chị Nhung cái phần ức gà nha. Bây giờ chị Nhung sẽ cắt cái hình hạt lựu, giống như lần trước chị Nhung có chỉ các em là một lần rồi đó. Bây giờ chị Nhung sẽ cắt cái củ hành này ra thành những cái hình vuông lớn. Và việc tiếp theo bây giờ chị Nhung sẽ chuẩn bị cái nước sốt để mình trộn chung với gà nha. Bây giờ chị Nhung sẽ làm cái nước sốt. Các em hãy cho khoảng 2 muỗng tương ớt. Và 2 muỗng nước tương. Một muỗng dầu hào. Và tiếp theo là ớt bột. Trời, chị Nhung nhìn cái này chị Nhung sợ quá. Ơi, nó cay lắm luôn. Và đây là cái bịch tương ớt của cái bịch mì của chúng ta nè. Bây giờ chị Nhung sẽ đổ hết vào luôn. Ôi, cái này là cay lắm luôn á. Và cho thêm vào cho chị Nhung khoảng 1 muỗng đường. Và nước đã sôi rồi, bây giờ chị Nhung sẽ cho mì vào luôn. Rồi chúng ta sẽ trộn đều lên. Trời ơi, nó sặc cái mùi ớt lên kìa. Và khi mà trộn lên đều rồi, các em sẽ múc ra một chút xíu để mình chừa, để một lát mà mình trộn vô mì nó sẽ hấp dẫn hơn. Rồi, chị Nhung chừa lại để một lát mình trộn vào mì. Rồi, bây giờ việc tiếp theo chị Nhung sẽ cho hết gà vào. Mình trộn đều lên. Và chị Nhung sẽ cho củ hành vào luôn. Trộn đều lên. Mình cứ trộn đều đến khi nào và cho cái gia vị nó thấm đều vào gà là được rồi. Sau khoảng 4 đến 5 phút luộc mì thì chị Nhung thấy mì đã được rồi. Bây giờ chị Nhung sẽ vớt ra. Các em hãy đổ một cái rây cho nó dễ nè. Rồi, chị Nhung sẽ để qua một bên. Sau khi gà được ướp khoảng 10 đến 15 phút rồi thì bây giờ chị Nhung sẽ bắt bếp lên và chị Nhung sẽ xào qua cái gà này. Bây giờ đầu tiên chị Nhung sẽ cho dầu vào. Sau khi bỏ dầu vô rồi, bây giờ chị Nhung sẽ đổ cái hỗn hợp vào.
nào đến khi nào mà cái gà chúng ta nó săn lại? Gà chúng ta đã săn lại rồi và bây giờ chị Nhung sẽ tắt bếp nha. Vậy là sau một hồi thì gà đã chín rồi, bây giờ chị Nhung sẽ lấy ra và làm để chúng ta cùng thưởng thức nha. Với một cái lượng gà như thế này thì chị Nhung không thể nào ăn hết được nên chị Nhung sẽ cho ra cái thố nha. Wow, chị Nhung sẽ để sát vào một bên để một lát chị Nhung còn trang trí mì ở chính giữa nữa. Wow, thôi nhiêu đây thôi, nhiều quá chị Nhung sợ là cay quá chị Nhung ăn không hết. Và bây giờ chị Nhung sẽ cho mì vào bên trong. Wow, nhiều quá. Các em có nhớ hồi nãy chị Nhung đã chừa một cái miếng nước sốt để mà chị Nhung trộn lên cái mì này. Bây giờ chị Nhung sẽ đổ vào nè. Mình sẽ trộn đều lên. Giỡn quá các em ơi. Trời ơi ngon quá. Bây giờ chị Nhung sẽ cho cái mè lên luôn, trang trí lên. Trời ơi ngon quá. Trời ơi hấp dẫn quá các em ơi. Và nếu như bạn nào có thích ăn trứng cút giống chị Nhung thì sẽ bỏ thêm vào để tăng thêm cái sự hấp dẫn nha. Chị Nhung sẽ cho vào. Ta-da! Cuối cùng chị Nhung đã có một cái tô mì cây gà BBQ thật là ngon rồi. Bây giờ không còn chờ gì nữa, chị Nhung sẽ thử liền và cảm nhận cho các em nghe nha. Chị Nhung sẽ ráng ăn một miếng gà để coi cái gà của chị Nhung nó có thấm hay không. Tất cả đều thấm hết. Khi mà chị Nhung ăn vào, chị Nhung cảm giác giống như là chị Nhung đang ăn một tô mì cay ở bên ngoài người ta bán vậy đó. Mà cái sốt BBQ rất là đậm đà và thơm ngon. Bây giờ nếu mà các em muốn ăn ngon thì các em sẽ kèm thêm khi mà các em ăn chung với mì. Tuyệt vời luôn. Và các em nhớ là đừng có bỏ quên qua cái món này nha. Nếu như mà bạn nào thích ăn cay thì đây là một cái món thật là tuyệt vời luôn. Chị Nhung khi mà chị Nhung ăn vào, chị Nhung cảm thấy không bị ngán, mà vị thì rất là đậm đà và thơm ngon. Chỉ có cái là điều hơi cay quá đi, chị Nhung ăn không có nổi. Ngon lắm nhưng mà rất là cay, nên là chị Nhung sẽ phải mời sư phụ của chị Nhung thôi, đó là anh Phong. Anh Phong sẽ thử hết cái dĩa mì này cho chị Nhung thôi, chị Nhung không thể nào ăn nổi được. Anh Phong ơi, cứu em. Hello, xin chào các tụi em. Hôm nay là tại vì được mời cái lời mời của chị Nhung là tại có mì cay. Chị Nhung ăn không nổi mới kêu anh Phong, chứ bình thường mà nếu như cái mì này mà nó không cay mà nó ngon quá chắc chị Nhung ăn một mình. Yeah. Rồi bây giờ anh Phong sẽ thử cái món mì này ha. Trộn lên chút đi. Trộn lên không có dính gà gì lắm. Bây giờ
thử gà trước đi. Thấm và chắc, không có bị bở. Ăn nó không bị khô. Không đâu thấy cay gì đâu ta. Quá. Quá ngon luôn. Vậy là không ăn hết được không vợ? Được. Nhưng mà chút nữa xíu sẽ có sự bất ngờ này. Biết sao không? Bình thường á, mình làm cái mì cay Sam Giang á, chỉ có mì với lại sốt của Sam Giang không á. Mình ăn vô mình chỉ thấy là cái cay của cái tương ớt Hàn Quốc nó nồng lên bưng cái mũi mình luôn. Nhưng mà cái này cũng là cay, nhưng mà cái cay nó thấm hơn, nó đậm hơn, nó có nhiều gia vị hơn, và dĩ nhiên là nó có gà nên thành ra là nó dịu và cảm giác nó ngon hơn rất nhiều. Nó ngon hơn rất nhiều so với mình ăn bình thường chỉ có mì cay Sam Giang thôi. Các em nữa nghĩ là cái hương vị nó giống mì cay Sam Giang, nó khác hoàn toàn. Dù là mình có xài cái bột của cái sốt của cái mì cay Sam Giang, nhưng mà hương vị nó khác hoàn toàn. Tại vì trước đó là mình đã làm cái sốt riêng, mình xào riêng mì, mình xào riêng gà với lại cái sốt riêng của mình tự làm trong có nước tương này nọ. Thành ra cái đặc điểm mùi vị khác nhau hoàn toàn nha. Nhưng mà mì khi mà mình trộn vậy nè, mình luộc xong rồi mình trộn vậy nè, ăn ngon hơn. Ngon hơn là mình ăn cái loại mì cay Sam Giang mình được. Thấm, đậm đà. Đáng lẽ là anh không ăn hết, ngon quá. Nhưng mà có người cũng đang trông chờ lắm. Các em coi ai cũng là sư phụ ăn cay luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Đã lâu anh Thư không gặp các bạn. Và hôm nay là nghe từ ở trên phòng ngủ á, mà nghe cái mùi mà chị Nhung nấu mì cay nó rất là thơm. Cho nên là anh Thư mới lồm cồm đi xuống đây. Và mới biết được là anh Phong cũng muốn mời anh Thư ăn thử xem để mà anh Thư có chịu đựng được cái độ cay này không. Vì anh Thư sẽ thử. Đầu tiên mình sẽ ăn mì trước nha các bạn. Các bạn thấy phản xạ của anh Thư đầu tiên là gì không? Ho. Cay thiệt. Cay thiệt các bạn ạ, không thua gì mì cay Sam Giang đâu. Cái lần đũa múc đầu tiên là thấy cay rồi. Bây giờ anh Thư sẽ ăn kèm với gà. Anh Thư chỉ các bạn một cách ăn mì cay nhìn sao cho nó ngon mà người đối phương phải thèm. Các bạn sẽ ăn ngon liên tục vô như thế này giống như Hàn Quốc ăn. Rất ngon, tuyệt vời. Anh Thư nghĩ á, chị Nhung á nên mở một cửa tiệm bán mì cay này. Rồi rất là đắt. Ok, nếu mà các bạn cứ thích cái món này á thì các bạn hãy học theo cước chị Nhung. Và sau đó là cả nhà mình cùng ăn nhé. Nhưng mà nếu như mà bạn nào ăn cay không có được thì nên để ít ớt lại. Tại vì em cảm thấy là mức độ này khá là cay, cay nhiều luôn. Ăn hết cái tô này mà ăn là cháy lưỡi. Ok. Ok, đây là video và hướng dẫn làm mì cay gà BBQ của chị Nhung đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và chị Nhung rất vui khi được chị Anh Thư và anh Phong tham gia cùng chị Nhung. Bye bye và hẹn gặp lại. Chị Nhung love you. Ai ngon quá nha.
bị mất vị giác. Mấy bye bye, hẹn gặp lại chị Nhung, love you.